Vậy lên đây. À, thưa anh chị em, đấy, muối cho đời, ánh sáng cho trần gian, thực hiện mệnh lệnh của mẹ là vậy đấy, là tín thác vào Đức Giêsu con mẹ, là siêng năng lần hạt mân côi, siêng năng lần chuỗi lòng thương xót. Tối tối hai mẹ con vẫn lặng lẽ đứng ở mày đầu bãi rác, hướng về đài lòng thương xót Chúa cầu nguyện trong cảnh không còn một đồng tiền nào, phải bán cả nhà đi mà trả nợ. Rồi đêm đêm, đấy là tối đêm, đấy là đêm đêm vẫn ở đài lòng, ngoài đài lòng thương xót mà cầu nguyện, còn tối tối vẫn lặng lẽ với cây chổi làm người phu quét nhà thờ, quét rác cho giáo điểm, lặng lẽ như thế. Vậy mà nó mặn cho cuộc đời, lặng lẽ như vậy mà cái ánh sáng nó tỏa chiếu ra được. Còn con, ánh sáng hay ánh tối? Con ánh sáng. Ánh sáng rồi, con được tên gì, kể nghe. Con tên là Hiếu nha. Ừ, nói to lên. Tại vì hồi xưa là con bên đạo Phật. Cái gì? Con bên đạo Phật ạ. Bên đạo Phật ạ. Ừ. Tại vì con cũng hay đi chùa làm phong quả. Tại vì có một người giới thiệu đến Gia Lâm thì con tới. Dạ. Tại vì con bị bệnh gan. Tại con con vô bệnh viện khám thì bác sĩ kêu đỡ khoảng được 80%. À, con bị bệnh gan, bệnh sợ cái gì gan? Viêm gan B. Viêm gan B, mà vậy con là người có đạo hay không có đạo? Con đạo Phật ạ. À, con đạo Phật, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi, ai giới thiệu con đến với giáo điểm tin mừng này để Chúa chữa lành cho con? Dạ, có bà cô ạ. Bà cô chung nhà trọ, bà cô chung nhà trọ con và giới thiệu đi. Bà cô ở chung nhà trọ với con, bà ấy có đạo không? Dạ, có ạ. Dạ. Rồi sao nữa? Nhưng mà giới thiệu tới Chân Long, mà đến Chân Long chia sẻ với xin Đức Mẹ Maria cầu nguyện. Rồi đến con có nam mô cầu Chúa chữa cho con không? Dạ có, con xin Đức Mẹ thôi mà. À, con có, mà con xin Đức Mẹ Chúa chữa lành cho con. Và bây giờ bệnh của con đã được khỏi, và hôm nay con đến muốn để làm chứng cho Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa vì ánh sáng cho trần gian không phải chỉ là những người có đạo, mà còn là những người không đạo. Họ đón nhận được ánh sáng của Chúa và họ đứng lên, họ làm chứng tỏa chiếu cái ánh sáng từ nơi Chúa ban cho họ để làm chứng cho mọi người. Giờ con đã được, con muốn, con đã được nghe mấy năm trong bài giảng lòng Chúa thương xót chưa? Dạ chưa. Rồi con muốn nghe không? Em muốn. Rồi. Em xin cha, giờ bây giờ con muốn đi làm tình nguyện. À, muốn đi làm thiện nguyện. Wow, cho một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Con muốn theo cái anh kia là cứ lễ xong hót rác cho đến 9 giờ tối không? Con làm gì cũng được hết ạ. Làm gì cũng được, đây cho tặng con cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi Chúa chúc lành cho con, một anh bạn ngoại đạo được Chúa chữa lành, lên làm chứng cho lòng thương xót của Chúa.